Tỷ tỷ đạp gió, Chipu cố tình sao chép phong cách lưu nhã sắt, tiếc nuối vì tuột mất một đặc quyền. Sang vòng công diện 4, phong cách ăn mặc của Chipu thay đổi hẳn so với trước đây và trùng hợp làm sao khi đây lại là style quen thuộc của Lưu Nhã Sắt. Tỷ tỷ rất thân thiết với Chipu trong đạp gió 2023. Khi Lưu Nhã Sắt bất đắc dĩ về với đội của Chipu ở vòng công diễn 2 vì không thể chọn bài hát mình thích, chẳng ai ngờ hai người lại cực kỳ có duyên với nhau, nhanh chóng thân thiết sau những ngày tập luyện. Chipu và Lưu Nhã Sắt vẫn dành cho nhau những cử chỉ quan tâm đặc biệt, cho dù sau công diễn 2, Lưu Nhã Sắt đã về với đội Tạ Na. Lúc Chipu đột ngột cắt phăng mái tóc dài, nhiều người đã đoán rằng cô ấy lấy cảm hứng từ kiểu tóc ngắn của Lưu Nhã Sắt. Sau đó, Chipu vẫn phải đội tóc giả khi trình diễn trên đạp gió 2023 cho phù hợp với tạo hình của ca khúc. Mới đây, đến vòng công diễn 5 thì Chipu quyết định thử phong cách xoái ngầu. Tạm biệt những bộ váy áo bánh bèo điệu đà hay công thức quần ống rộng và áo crop top, Chipu lúc này lại đam mê những chiếc áo sơ mi rộng rãi và áo vest oversize như phong cách thường thấy ở Lưu Nhã Sắt. Khi tập luyện, cô mặc thêm sơ mi ở ngoài crop top khiến khán giả than rằng chẳng còn nhìn thấy vóc dáng thon thả của Chipu đâu nữa. Thậm chí, trong phần nghe kết quả bình chọn sau công diễn 4, Chipu cũng không quên chiếc sơ mi trắng này, cho dù set đồ bên trong vốn rất đẹp và tôn dáng hết sức. Có lúc, Chipu còn mặc thêm blazer xám ra ngoài để hoàn thiện thêm style phi giới tính của mình. Cũng có thể do thời gian này, Chipu phải thức khuya dậy sớm tập luyện cho công diễn 5 nên cô cần mặc đồ dài tay để giữ ấm. Chưa kể stylist Hoàng Cu còn tiết lộ, Chipu muốn mặc đồ kín đáo để che bớt các vết bầm do tập múa cột gây ra. Biết là thế, nhưng người hâm mộ vẫn nhận thấy style Chipu đang mặc quá giống phong cách yêu thích của Lưu Nhã Sắt. Lâu nay, nữ diễn viên luôn chọn quần ống rộng, áo crop top bên trong và áo sơ mi dáng dài khoác ngoài. Từ đời thường đến chương trình đạp gió 2023, Lưu Nhã Sắt luôn mặc như vậy. Nữ diễn viên cũng từng khoác blazer tương tự như cách phối đồ của Chipu. Chẳng thế mà hội đẩy thuyền Chipu, Lưu Nhã Sắt mới hớn hở nói vui rằng mặc đồ đôi xưa rồi, bây giờ phải mặc style đôi mới đúng điệu. Mặc dù bị nghi bắt chước phong cách của Lưu Nhã Sắt, song Chipu vẫn nhận được sự ủng hộ của đại đa số fan chung. Mới đây, cô nàng còn vượt Amber và chị đại Ella ở vòng vote. Cụ thể, song song với những màn công diễn trên sân khấu chính thức của tỷ tỷ đạp gió dậy sóng 2023, Mango TV còn tạo ra giải vote dành cho những người hâm mộ mang tên Beloved Choice. Đây là hoạt động để fan bình chọn cho chị đẹp yêu thích nhất thông qua app Mango TV để có cơ hội nhận được những vật phẩm hoặc quyền lợi từ chính thần tượng của mình. Mới đây, ngay vòng 2 của giải Beloved Choice kết thúc, phía nhà sản xuất đã công bố nhân vật chiến thắng vòng vote chính là Chipu. Hai tỷ tỷ còn lại cũng nằm trong top 3, không ai khác là Amber và chị đại Ella. Để đáp lại công sức kêu gọi bình chọn của fan, Mango TV đã tung ra audio đoạn ghi âm cảm ơn của Chipu, Amber và Ella như một món quà gửi đến khán giả. Một số fan bày tỏ sự vui mừng khôn xiết khi Chipu vượt mặt cả Amber và Ella đã nhận được thành tích to lớn này tại chương trình. Bên cạnh đó, nhiều Sunny fan Chipu cũng khá tiếc nuối vì Chipu thu về tổng số bình chọn là 430.000 phiếu, trong khi chỉ cần hơn 500.000 lượt bình chọn, Chipu sẽ mở khóa được một phần quà đặc biệt. Như vậy, cô nàng chỉ còn cách mục tiêu một lượng vote rất nhỏ, vì lẽ đó mà người hâm mộ vẫn đang thể hiện tinh thần nhiệt huyết của mình dành cho Chipu, đặc biệt là những fan cứng của ngôi sao sinh năm 1993 kêu gọi bình chọn vô cùng nhiệt tình. Vòng 3 khốc liệt quá, các bên xả vote lên kinh khủng, dồn toàn lực cho Chi để chúng ta giữ vững vị trí cường quốc vote nha anh em. Vote này rất đơn giản, mong mọi người cùng tham gia giúp Chi để có thể được chú ý nhiều hơn và có suất chiến thắng. Được biết, vòng 3 khuôn khổ Beloved Choice sẽ bắt đầu từ 10 giờ ngày 2 tháng 7 và kết thúc lúc 10 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2023 giờ địa phương. Hiện cộng đồng người hâm mộ của các tỷ tỷ đang chạy đua ráo riết để giúp nghệ sĩ mình yêu thích có cơ hội chiến thắng, nên khó có thể đoán được Chipu hay ai sẽ nắm giữ vị trí top 1. Về phía sân khấu chính, công chúng vẫn đang vô cùng trông chờ màn thể hiện tiếp theo của nữ ca sĩ Chipu trong vòng công diễn 5 sắp tới. Kể từ khi tham gia tỷ tỷ đạp gió dậy sóng 2023, tên tuổi của Chipu không chỉ thu hút truyền thông trong nước mà còn được chú ý với báo giới nước bạn. Qua thứ hạng cao sau màn trình diễn đầy sức hút ở công diễn 4, giọng ca Anh ơi ở lại ngày càng chứng tỏ được sự cố gắng của bản thân và hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên tiềm năng cho đội hình cuối cùng của chương trình.